Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video dạy chữ Hán theo giáo trình Kanji Look and Learn của kênh tiếng Nhật Cô Lam. Như đã giới thiệu trước đó ở video tổng quan về chữ Hán, một bài cuốn Kanji Look and Learn sẽ có 16 chữ Hán chính, kèm theo list các từ vựng chứa chữ Hán đó. Để sau một video có thể thuộc luôn được bài, mình sẽ chia đôi một bài ra thành hai video. Mỗi video dạy sẽ gồm 8 chữ Hán. Tài liệu cho video bao gồm hình động hướng dẫn viết của 8 chữ Hán chính, phân tích bộ thành phần cấu tạo nên chữ Hán chính đó. Mỗi chữ Hán sẽ có một ảnh minh họa để nhớ cách viết chữ, kèm theo đó là list các từ vựng liên quan hay gặp có chứa chữ Hán đó. Việc bạn cần làm khi học chữ Hán theo giáo trình Kanji Look and Learn là 8 chữ Hán chính thì bạn học viết, học Hán Việt, hiểu nghĩa, nhớ cách đọc, hiểu bộ thành phần nếu có. Các chữ Hán đi kèm thì không cần viết cũng được, chỉ cần hiểu nghĩa, đọc được là đủ. Bây giờ thì cùng mình đi vào bài học ngày hôm nay nhé. Kanji bài 21B. Chữ tửu, tửu có nghĩa là rượu đúng không ạ? Hình minh họa, nước tốt làm được rượu ngon. Nhắc đến nước bởi vì chúng ta thấy có gì ạ? Bộ thủy bên tay trái này, còn bên tay phải ý, cái bình rượu không như thế thì gọi là dậu nhá, dậu này. Thì chúng ta liên tưởng dậu nghĩa Hán Việt còn có một nghĩa khác là gì? Con gà đúng không ạ? Theo tuổi đấy, tí xỉu dần mão thìn tỵ mùi thân dậu tuất hội đấy, thì dậu là con gà nên có bạn chế câu mẹo rất vui như sau: ngâm gà, tức là nhắc đến chữ dậu đấy ạ, vào nước sẽ thành rượu, tức là gì? Chữ tửu là rượu thì bao gồm có gì? Thủy là nước cộng muối dậu kia nha, nhưng không phải dậu đấy là con gà thật đâu nhá, nhớ mẹo thôi. Osake, sakaya, nihonshu. お酒。酒屋。日本酒。お酒、酒屋、日本酒。Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào.日本酒。酒屋。お酒。Chữ diêm, diêm đây có nghĩa là muối, xiô. Hình minh họa đồ ăn trong đĩa nhiều muối quá. Tại sao lại nhắc đến đĩa ở đây? Rõ ràng nhìn thấy chính là cái chữ mãnh chúng ta mới học là đĩa đúng không ạ? Ở dưới cùng này còn từ từ bên tay trái của nó là gì ạ? Bộ thổ này. Còn ở bên tay phải thì phía trên cùng sẽ là gì đây? Nhân nằm. Tiếp theo khẩu đúng không ạ? Rồi đến mãnh. Đó, thổ này, cộng nhân nằm này, rồi đến khẩu này, rồi đến mãnh này. Người nằm trên mặt đất, há miệng, liếm vào cái đĩa thử xem có phải có muối không. Câu hơi dài và cũng hơi có một chút bựa. Nhưng mà mình cảm thấy là nó khá là dễ nhớ được cái phần bộ thành phần trong chữ diêm này. Người nằm, nhân nằm này, trên mặt đất, thổ này, há miệng, khẩu này, liếm vào cái đĩa, mãnh này, rồi thử xem có phải là có muối không. Chính là ra chữ muối này, chiêu. Chiêu. Chiêu karai. Chiêu. Chiêu karai. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào.
塩辛い。塩。chữ phó, phó thôi, về Hán Việt vậy thôi nhưng có nghĩa là gì? Gắn đấy ạ, chữ kema, chữ kima. Hình minh họa, tôi gắn cái gì đó vào người kia, hơi khó hiểu. Bộ thành phần thì gồm có bên trái là bộ nhân đứng này, bên phải là bộ thốn. Cho nên có một câu cũng rất là thốn, đúng như cái từ thốn kia luôn, đó là gì? Thằng lớp phó có dáng người. Người ở đây có thêm chữ đứng cơ để hiểu là nhân đứng nhá. Có dáng người đứng nhìn rất thốn, nhắc lại này. Thằng lớp phó có dáng người đứng nhìn rất thốn, để nhớ được là gì? Chữ phó này gồm có nhân đứng là người đứng này, cộng với cả bộ thốn ở bên tay phải. Chứ còn nghĩa của nó là gắn cơ nha. Tsukiau, katazukeru, tsukeru, tsuku, uketsuke. Tsukiau. Katazukeru. Tsukeru. Tsuku. Uketsuke. Kiau. Katazukeru. Tsukeru. Tsuku. Uketsuke. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. つける つきあう受付 つく Katazukeru. Chữ phiến. Đây là một bên của cây. Bộ thành phần cũng chính là phiến luôn. Katazukeru. Katamichi. Katazukeru. Katamichi. Katazukeru. Katamichi. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Katamichi. Katazukeru. Chữ thiêu, thiêu đốt ạ. Tôi đốt cháy 30 cái gậy là hình minh họa ở trên lúc em lên. Chúng ta nhìn thấy có một đám lửa tượng trưng cho chữ hỏa đúng không ạ? Còn bên kia là gì đấy? Tại sao như là 30? À bởi vì thấy có 3 chữ thập đúng không ạ? Còn ở dưới thì là hình người giơ tay, minh họa cho việc là tôi đốt. Chứ còn xét bộ thành phần ấy thì chữ thiêu này bao gồm có bộ hỏa bên tay trái và nghiêu ở bên tay phải nha. Nghiêu, nhưng mà nếu mà bây giờ chưa học được bộ thì nhớ cái nghiêu này cũng hơi khó. Chúng ta có thể nhớ một mẹo khác này. Chữ thiêu này bằng là gì? Đốt, tức là nhắc đến gì ạ? Bộ hỏa, lửa này.
31 cái chân. Tại sao nhắc đến 31 cái chân? Bởi vì chúng ta nhìn cái phía chân nhân đi thì không nói làm gì rồi nhá. Nhưng phía trên cái nhân đi đấy thì chúng ta thấy có này, ba cái chữ thập này đúng không ạ? Và ở dưới cùng thì là gì? Một cái gạch ngang tượng trưng cho một, cho nên mình minh họa đây là gì? 31. Chữ thiêu bằng gì? Đốt 31 cái chân. Để nhớ chữ thiêu thì gồm có bộ hỏa này là đốt này, 31 là hình vẽ như thế kia, tưởng tượng nhớ cho quen. Và ở dưới là gì? Chân, tức là gì? Nhân đi. Yaku, yakeru, yakitori, yakiniku, yaku. Yakeru. Yakitori. Yakiniku. Yaku. Yakeru. Yakitori. Yakiniku. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Yakeru. Yaku. Yakiniku. Yakitori. Chữ tiêu, tiêu trong tiêu biến, biến mất đấy. Kesimasu xóa, đây chính là chữ Hán của kê sự. Rồi, về hình minh họa thì cũng rất là dễ. Mặt trăng tan biến vào nước. Bởi vì sao nhắc đến mặt trăng, mình nhìn rõ thấy có bộ gì ở nguyệt ở dưới kia rồi. Nhưng xét bộ thành phần to thì chúng ta sẽ có chữ tiêu bao gồm có bộ thủy và tiếu cơ nhá. Thì cái chữ tiếu thì lại gồm có gì? Ở phía trên thì gần như là chữ tiểu viết ngược ấy ạ, đúng không ạ? Còn ở dưới thì là nguyệt mặt trăng. Nên người ta có một câu mẹo khác như sau: trăng nhỏ ngược. Tại sao lại nói đến chữ ngược? Bởi vì cái nhỏ đấy là chữ tiểu ngược chứ không phải là tiểu đúng như kia đâu nhá. Trăng nhỏ ngược trong nước có thể bị tiêu biến. Kesu, kieru, shouka suru, tori kesu, kesu, kieru, shouka suru. Tori kesu. Kesu. Kieru. Shouka suru. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Tori kesu. Kieru. Kesu. Chữ cố. Cố này chắc là trong cố chấp, cứng đầu. Chứ còn chữ Hán này gặp quen thuộc nhất sẽ là gì biết không ạ? À, katai. Katai có nghĩa là gì? Cứng đó ạ. Bức tường.
tường quay nhà cổ cứng bền nên chẳng thể đổ được đâu. À, bởi vì sao? Chúng ta thấy có cổ, đây đã là cũ rồi nhưng lại thêm cái bao quanh nữa cho nên lại càng cứng hơn. Bộ thành phần gồm có bộ vi bên ngoài và cổ bên trong nhé, cổ trong đồ cổ đấy ạ. Đồ cổ còn bao bọc lại nữa thì càng cứng, đó là một câu mẹo khác bạn có thể nhớ chữ này. Katai. Katamaru. Gankona. Katai. Katamaru. Gankona. Katai. Katamaru. Gankona. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Katamaru. Gankona. Katai. Chữ cá, cá trong cá nhân đó ạ. Chữ này khá là dễ nhớ sau khi học chữ cố, bởi vì sao? À, bộ bên trái thì là nhân đứng, còn bên phải chính là chữ cố chúng ta vừa mới học xong. Mỗi cá nhân có một niềm tin cố hữu. Để nhắc là gì, chữ cá trong cá nhân gồm có gì? Nhân đứng cộng với cả gì? Cố. Có một câu mẹo khác là cá nhân mỗi người thì có một tính cách cố định. Các bạn có thể nhớ mẹo nào cũng được. Miễn sao nhớ là chữ cá trong cá nhân này gồm có bộ bên trái là nhân đứng, còn bên phải là gì? Chữ cố nha. Ikko. Kojin. Ikko. Kojin. Ikko. Kojin. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Kojin. Ikko. Bây giờ hãy cùng mình kiểm tra toàn bộ chữ Hán đã học ngày hôm nay nhé. Trong vòng 5 giây, bạn hãy cố gắng đọc chữ Hán hiển thị trên màn hình và nhẩm được nghĩa của nó trước khi phần đáp án hiện ra nha. Deva testo shimasho. Cùng kiểm tra nào. Yaku. Kojin. Kieru. Shiokarai. Torikesu. Katazukeru. Sakaya.
片道 付き合う 消化する 受付 1個 塩 硬い 付ける 日本酒 固まる 頑固な 消す 焼肉 焼ける お酒 つく 焼肉 片付ける Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu có bất cứ thắc mắc hay điều gì cần giải đáp, xin vui lòng comment ở dưới video hoặc truy cập fanpage để được hỗ trợ kịp thời. Chúc các bạn học hiệu quả cùng kênh tiếng Nhật Cô Lam. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.